gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vậy 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 đó. Sao vậy? Không đụng nha. Mày đâu có bỏ con đâu. Mày ơi. Mày ơi. Mày đã ăn hết chỗ bánh kem này nhanh lên. Bà nói ai không bỏ muốn. Dạ. Dạ. Dạ không có em. Tính không có làm gì hết chị. Tính chở tụi nhỏ nó đòi đi chơi. Nhưng mà xong cái mấy anh chị trong rồi mấy bé trong quán này nó mua cho cái bánh kem. Nó thôi vậy thôi để mua cái lẩu với mua chút đồ ăn về ở nhà. Đúng rồi, đúng rồi, 18 tuổi lần nữa đúng rồi chị. Hai lần 18 là qua 36 đúng rồi. Tự là 36 rồi. Ủa 36 37 rồi, bước qua 37 rồi. Em nói những người là 78 rồi đúng không? Ừ. 37. 78 là 38 rồi. Ừ, 38. Tính luôn. Dạ. Mà em làm mới ăn nhiều à. Coi cho con nói với con ăn đi con. Mi nó nói chuyện với chị. Thôi thôi thôi, mẹ không chơi nữa. Nó té một cái là chết nhá. Alo con anh hả? Mà mốt lấy xe của con vô tập đi xong rồi chị chơi. Đừng áp vô mặt. Con để ra ngoài. Dạ. Áp vô mặt cái nó tắt. Dạ con đang đổi. Để cái trong ngoài. Dạ con đang đổi á. Cái à, cái tuổi của ba là con lỡ lại là 83 tuổi. Bạn này vẫn chơi ác. Thì ai cũng nói là ba nhớ đỡ ngược lại là 83 tuổi con thử. Thì không có đỡ ngược lại giờ ba thành 83 tuổi rồi. Chắc không ngon, ngon miệng nó không ăn được. Là lạ, thấy lạ, đẹp lạ. Vậy là con lớn được mấy tuổi rồi ta? Nè, ra khỏi dây điện lấy sinh nhật ngay. Nhưng mà 83 tuổi con được mấy tuổi à? 83 tuổi được mấy tuổi ba? 83 tuổi. Con tính nhưng ba không biết đâu, không biết tính rồi. Vậy con đổi ngược lại thành gì đó, 37 tuổi luôn đi. Có gì khó hiểu anh không đi? Dạ bác Phước kìa. Dạ chú. Dạ bác Phước. Ủa cô ăn bố hầm nội chú hả? Chị hai bên làng cố định làm nói tiếng Việt hay tiếng Anh. Con học đó, con học là bán chú. Con nói lại à. Con thương cô anh hay thương anh Bu? À thương cô anh à, nó nói thương chị. Cô anh thì ghét. Con cũng thương cô anh, con ghét anh Bu. Chắc con thích anh Bu không? Con thích anh Bu nói cho anh nghe nè. Con thích không? Nó to lên, nó sao hét nó đi. Hả? Ông nói bật cúp máy à? À giờ vậy nói đi. Nói đây nè, nói đây cho cô. Hả? Nói đi. Dạ đi cơ. Thương cả nhà đó. À thương cả nhà ha. Mà có thích anh Bu không? Có thích đâu. Ừ, nó nói đi. Tao sẽ làm con. À dạ. Con có vô hả? Hả? Mới vô hả? Em ăn rồi đó. Dạ. Vậy là Tina yêu mốt lớn yêu anh Bu rồi. Đi chung đi hả? Ủa anh Bu cũng vậy hả? Vậy buổi giờ buổi nào á? Buổi gì á? Bệnh mấy giờ? Bệnh gì? Đúng rồi. Nên đi nhậu không? À. Thế hãy đi kìa, nay hỏi hỏi. Đi rồi. Dạ. Thì em nói quen thì cũng để dành đó, 5 10 năm nữa mấy bé này lớn mình cũng để cho coi lẫn. Mẹ ơi, mai mày đi chợ. Để thay đổi mình cũng không nhớ gì mình kể nhiều. Dạ.